chiều nay cậu Sáu đang nấu mà cá nấu cơm ăn. Mần mấy con cá nhồng này nấu canh khoai mỡ. Mấy con khoai mỡ nè. Mấy canh đó khúc trên đó đó. Cái cào già luôn, nó đang cào à. Cái cào nhìn thối phần. Mọi người thì vẫn còn đang ngủ la liệt hết. Mọi người ngủ giỏng, đa số anh em đi biển là ngủ giỏng không à. Chiều nay biển cũng rất là im luôn. Đây chiều nay anh em mình ăn cơm. Con thì xong con đi biểu dễ thôi, ngay trong nhà đâu. Nấu rồi mà nó liếc. Cá gì à? Cà. Dạ chờ mời uống biển đủ gặp ba anh rồi. Không ai dày gì đâu. Mấy cái vụ đó. Ăn cơm tập trung vô ăn. Vô đâu rồi? Mua được canh rồi. Với thêm canh gì nữa, canh khoai mỡ. Đồ, mỡ bén luôn. Đồ, ớt dữ à. Cái chén này đâu? Em mới ăn mì rồi. Vinh Du chọn vị trí thích hợp đi. Gà này nhìn thấy nước màu xanh thấy ghê quá mà. Thấy nước màu xanh lè ở trong nhà, nước đục ngầu ra ngoài nước xanh lè mà. Dạ
kia. Đó, mình tính lựa tiếp mà anh em không cho mình lựa nữa, mình quay luôn, quay cho mọi người coi. Đó, có chiếc nước lựa cực lắm. Sáng luôn, sáng quét luôn, tóc vàng luôn, thấy ngoài luôn. Đây anh em dẹp câu. Anh Kiệt tôi mới vừa gỡ gối ra. Chỗ tao đái à, đừng quay à. Trời ơi, anh vô bậy thiệt. Quay 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 lên kết có một người đồng bằng có chứ. Mà lúc nó gọi tao ra luôn nguyên rồi. Cho hai một lá dèo lên. Ồ, dẹo hai con một lá mini đi. Không biết được. Đây rõ không? Đây là thành quả sáng nay của anh em mình đây. Của cậu ngoại. Cậu ngoại với cậu quên đầy kết luôn. Ừ, tiếng vô cân bực nè, nó nhiều chuyện nữa. Ba được lấy không? Ừ, cậu ngoại chạy luôn, bữa nay chỉ được 30kg mà. Hai niềm quá dữ. Chưa đi nói gì? Vô kiểu là nhỏ bụi từ chọc cái nhỏ mất ngủ. Ngủ hoài. Ngủ hoài như quen. Kêu có quả không? Nó mà nghe lời mà đi theo một chiếc một chắc lần chiếm tám đồ mày cái đồ gửi băng qua luôn băng qua không bảy gửi nè đồ câu lường hai đi 15kg này chú anh du tôi sống qua ngày ông hai đêm 15kg 9 hai đêm 16kg 7 đi chưa chị là 7 lạng của ông Quỳnh đó. Tao cũng có con nhiều lấy 7 lạng vậy trời. Sao kiếm không làm review đó chứ. Tao điện thoại mua điện thoại 11 coi chơi game mà. Thợ có mấy chục triệu với nhiêu. Sao mà mày cười không vô anh không đáp trả gì vậy.
Đợi tới đó chắc hơn mùa này. Xin ơi, có phải cái hình đồ mà cười, cười không? Đồ gì đâu nghe. Ông dù á. Ông có lương một cái đó vậy. Đứng đủ mà đứng. Ông ơi, nhờ sáng đủ ông Kiệt đủ giúp đỡ cho hai vực lá đó. Trời trời dính con chạy qua bển á. Nên tôm chứ chạy qua bển mà đụng cho xả ra. Qua bển đụng mà tôi cầm hai con đó. Bắt hai con luôn. Này này quên kẹp tôi. Đổ ra cái mẹ sào luôn à. Mặt nước mặt một cái mặt một cái thì thôi luôn. Mẹ tét mà. Rồi rớt không ơi. Trên còn có nhiều đây nữa là dở lượm tét ra luôn. Rồi chứ. Nói gì vậy? Rớt được cái đó con sên biển không à? Chứ mẹ đâu. Rớt vô cái đầu sắp đây mà cái. Dạ TV mới cho nó chuyện ghê. Vậy cô Lì với Gia Khang nó chịu coi phải. Em là nó biết không phải, em biết kênh nó coi qua là mở nó coi. Đi dạo dưới biển nó dưới sên. Sên biển. Cũng bụng quá nè. Cũng té ngang bên vậy. Cũng kỹ được. Bốn. À kỳ người. Ê, cô Vinh có ăn xuống dùm anh đây quên. Đổ nước kìa, Vinh có ăn xuống dùm anh. Cô ăn á. Sao được 4 ký vậy? 10 ký mà. Hơn chục, hơn chục. Rút cái ống ra. Cái này là ký. Này được 1 lá. 1 lá mini. Đổ đại cái luôn đi. Đổ đại cái luôn đi má. Đổ lại mày. Cái lỗ nước ta xịt kia đi được, đẻ vô quần mà. Câu 6 hả? Qua 6. Ồ, câu 6 qua 6 hả? Ngon lành rồi đó. Sáng nay anh em mình có nhiêu rồi? 21, 5, 8, 15, 22 ký. 22 32 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